sổ đỏ cho con có lấy lại được không? Hãy cùng Helen tìm hiểu ở video sau đây. Nếu xét dưới góc độ pháp luật, thì việc tặng cho tài sản được hoàn thành từ thời điểm sang tên sổ đỏ. Kể từ thời điểm này, con bạn là chủ sở hữu, sử dụng đất và có đầy đủ các quyền năng được pháp luật quy định như quyền quản lý, sử dụng, định đoạt đối với đất. Như vậy, con bạn có quyền cho phép ai ở hoặc đuổi ra khỏi nhà nếu muốn. Trong trường hợp này, nếu xảy ra sự việc con bạn bất hiếu, vô đạo đuổi bố mẹ ra khỏi nhà, thì pháp luật Việt Nam cũng không có quy định nào để vợ chồng bạn có thể đòi lại nhà. Do đó, bố mẹ tặng cho sang tên sổ đỏ cho con là không lấy lại được. Trừ khi, trong trường hợp tặng cho, con bạn quy định điều kiện hợp đồng là được hủy bỏ hợp đồng nếu con bạn bất hiếu, đuổi bạn ra khỏi nhà. Hãy theo dõi Helen để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!